Xin chào mọi người và nhất là các em gái tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Đây là video clip anh sẽ chia sẻ với các em về cái vận hạn của 6 tháng cuối năm Tân Sửu năm 2021 đối với tuổi của các em. Một trong những cái tuổi mà năm nay vẫn là năm tam tai năm cuối. Năm ngoái thì tam tai năm giữa, tam tai năm nặng, thật sự là một năm chẳng ra gì đối với người Tân Dậu khi mà phạm luôn cả Thái Tế, Thìn, Tý, Ngọ, Mão, Dậu, bốn cái tuổi năm ngoái phạm Thái Tế thì trong đó có tuổi mình. Vừa là tam tai năm nặng cho nên là không có nhiều cái thuận lợi. Năm nay tuy là tam tai năm cuối có nhẹ nhàng hơn nhưng cũng chưa phải là một năm tốt đẹp. Từ đầu năm tới bây giờ thì đã có nhiều cái sự gọi là khó khăn nhưng không quá lớn như là cái năm Canh Tý. Tuy nhiên là nó vẫn chưa phải là một năm mà có thuận lợi. Thì bây giờ thì mình sẽ dựa vào cái vận hạn tử vi của 6 tháng còn lại của năm nay mà mình tính toán để các em có cái sự cương nhu trong công việc làm ăn. Thường thì mình làm những cái video mà vài 6 tháng cuối năm là nam nữ sẽ gặp chung. Tuy nhiên là cái tuổi Tân Dậu nam mạng thì mình đã chia sẻ nguyên một năm luôn rồi. Tự do làm trễ, làm từ tháng 4 trở đi cho nên là người Tân Dậu nam mạng được làm nguyên thành nguyên một năm. Cho nên là mình tách ra mình làm riêng cho nữ ở trong này thôi. Còn nam thì các anh có thể tìm vào cái tử vi vận hạn nguyên một cái năm Tân Sửu năm 2021 đối với tuổi của mình. Thì mình có làm cái video rồi. Lát nữa mình sẽ để nó ở phần cuối cùng của cái video này giới thiệu để có gì nếu mà mọi người mà lỡ không có xem được, nếu mà nam mạng mà xem vô cái này thì cuối cái video mọi người có thể click vào đó và coi cái phần riêng của mình. Rồi, để làm cái vận hạn tử vi của một cái tuổi nào đó thì tốt nhất chúng ta phải xét xem là sao hạn vận niên tối thiểu của cái tuổi đó ở trong cái năm đó, rồi sau mình mới luận từ từ vào cả tháng. Thì người mà nữ mạng Tân Dậu sinh năm 1981 ở trong cái năm Tân Sửu thì có cái sao thủ chủ là sao Thổ Tú. Đây là một cái hung tinh mang đến rối rắm đàn tai, làm ăn không thuận lợi, nhiều trở ngại điều tiếng, cẩn trọng thị phi tai tiếng, đề phòng người nữ hãm hại sau lưng. Gia đạo thì rất là dễ bất hòa, xấu nhất là vào các tháng 5 và 8 âm lịch. Đó là cái điều mà người Tân Dậu phải cần chú ý. Trong cái video mà nói về vận hạn 6 tháng đầu năm cũng như tử vi cả năm thì mình cũng đã có nói cái việc mà tháng 5 là tháng xấu đối với người Tân Dậu khi mà cái sao Thổ Tú nó hoành hành mạnh. Còn xét về vận niên thì mình còn phải tùy vào cái tháng đó, hình như là tháng 5 âm lịch, năm nay là tháng Giáp Ngọ, Tý Ngọ, Mão Dậu, Ngọ Dậu thì nó nằm trong bộ tứ hành xung. Rồi đó là tháng Giáp Tân thì không có vấn đề gì. Mình nghĩ là đối với người Tân Dậu thì chỉ sợ về bổn mạng là chủ yếu ở trong cái tháng 5 âm lịch, khi tháng là tháng Kim, người thì người mệnh mộc ở trong một cái năm Thổ vốn dĩ đã là xấu về bổn mạng rồi, cho nên là cần cẩn trọng. Rồi, hạn của năm là hạn Huỳnh Tiền. Đối với người nữ mạng là gặp hạn Huỳnh Tiền này thì thường đề phòng bệnh nặng. Đây là hạn chủ về sức khỏe chứ không phải về cái công việc và mọi thứ, cho nên là phải cần đề phòng bệnh tật hoặc là bệnh lâu khỏi. Người mà Tân Dậu năm nay mà rơi vào bệnh tật thì hơi bị mệt đó nha. Rồi, vận niên của năm lại tiếp tục là một vận niên xấu khi có vận niên xà âm tỉnh. Cái này được hiểu như là con rắn bị nhốt ở dưới giếng hoặc là bị rơi xuống giếng, chủ về rất nhiều khó khăn điềm rủi trên các hầu hết các phương diện làm ăn, tình cảm mọi thứ chứ không phải riêng gì một cái vấn đề nào. Vận niên của năm thể hiện rằng chúng ta đang ở trong giai đoạn là đại vận hay đại hạn. Thí dụ như chúng ta nằm ở trong đại vận thì chúng ta gặp là long đắc vũ ha, dương hồi ngạn rồi hầu thực quả được không ạ? Trong khi mà vào trong 10 năm đại hạn thì xà âm tỉnh cẩu cuồng phong rồi cứ vòng vòng đó mấy cái hạn nặng, vận niên nặng không đó. Rồi, như vậy đó là cái tử vi xét chung cả năm, nhìn để mà mình chiếu vào cái vận hạn 6 tháng cuối năm.
tháng đầu tiên của cái vận hạn 6 tháng cuối năm dĩ nhiên là tháng 7 âm lịch. À, tháng 7 âm lịch là tháng Bính Thân, tháng này là tháng cô hồn đối với người Phật giáo. Tháng này là một tháng hỏa. Như vậy xét về trụ mệnh là sao? Hỏa sẽ bản mệnh của mình là sinh xuất khi mộc sinh hỏa. Bản mệnh sinh xuất cẩn thận, sức khỏe bổn mạng không được tốt. À. Rồi á, thiên can thì sao? Thiên can thì lại được rất là tốt đẹp khi chữ Tân và chữ Bính là thuộc cái thiên can ngũ hợp. À, thiên can ngũ hợp thì nhiều may mắn hanh thông ở trong công việc mọi thứ. Đó. Đây là tháng ngon ha, tháng 7 cô hồn, ai sao sao không biết, cho mình đối với người Đinh Dậu là ok. Nam nữ mạng gì cũng thế. Địa chi Thân Dậu tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau. Gia đạo tình cảm của tháng 7 âm lịch là một tháng ok, không có vấn đề ha. Rồi, tiếp tục là tháng 8 âm lịch, tháng mà cái sao Thổ Tú nó hoạt hành mạnh một tí xíu. Đây là tháng phải cần cẩn trọng. À, tháng này là một tháng hỏa nữa. Như vậy xét về bổn mệnh là vẫn phải sinh xuất khi mộc sinh hỏa, bản mệnh sinh xuất tháng cẩn trọng, sức khỏe bổn mạng không được tốt. Rồi, thiên can thì lại càng không tốt khi chữ đinh của tháng khắc chữ tân của các em. Như vậy là đinh khắc tân, tháng khắc thiên can, công việc rất là gặp nhiều chống phá, cẩn thận tiểu nhân hãm hại trong công việc gây hao tốn. Địa chi người tuổi Dậu gặp tháng Dậu, năm sinh tháng tuổi, gia đạo không vui. Đặc biệt tháng này như đã nói trước ở trong cái phần sao hạn là cái sao Thổ Tú nó hoành hành mạnh, mà bản mệnh để sinh xuất thì phúc tinh và tài tinh của cái tháng này nó cũng suy yếu, bản mệnh của mình cũng suy yếu luôn. À, như vậy thì cẩn thận, khi mà phúc tinh tài tinh nó suy yếu thì phá và bại tinh nó hoành hành. Thổ Tú là một bạn phá tinh mà, coi chừng. Như vậy thì nếu là các em dù nữ hay nam thì anh cũng phải khoanh dùng cái tháng 8 lại để mà cẩn thận mọi điều cho nó qua an yên nhẹ nhàng ha. Gặp chuyện mà bất bình thì thôi cũng gọi là nhẫn nhục mà cho qua. Tiếp tục là tháng 9 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021, mà tháng 9 âm lịch là tháng Mậu Tuất, một tháng mộc. Như vậy xét về trụ mạng là mộc đồng hàng, tốt cho sức khỏe, không gặp khó khăn, phúc tinh tài tinh vì thế được hưởng lợi. Thiên can Mậu Tân thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Ok, không có vấn đề gì lớn ở trong cái công việc làm ăn, đỡ đần hơn cái tháng 8 rất là nhiều. Địa chi Dậu Tuất là cái nhóm địa chi lục hại. Đây là nhóm địa chi rất dễ xảy đến cái việc không tốt đẹp ở trong gia đạo tình cảm, đặc biệt là các mối quan hệ làm ăn, cho nên nhớ cẩn thận cho mình. Dậu Tuất là một cái nhóm địa chi lục hại ha. Tiếp tục là tháng 10 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021, mà tháng 10 là tháng Mậu Tuất. Tháng 10 là tháng Kỷ Hợi, tháng Kỷ Hợi là một tháng mộc, cứ quen miệng cái lọc lại tháng 9 luôn ha. Như vậy mộc đồng hàng, bản mệnh tốt, sức khỏe không gặp khó khăn, phúc tinh tài tinh được hưởng lợi, cũng giống như tháng 9. Thiên can Kỷ Tân không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Nạp âm ngũ hành của Kỷ, Mậu Kỷ là Thổ và Tân là Kim. Nạp âm ngũ hành của tháng 9, tháng 10 là tương sinh. Đây là hai tháng có thể có tài lộc, không nhưng không lớn, đừng có cố gắng quá mà mong chờ nhiều ha. Địa chi Hợi Dậu thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau. Như vậy đây là cặp địa chi tốt đẹp hơn cái tháng 9 nhiều. Rồi, xong. Đó là tháng 10. Tiếp tục là tháng 11. Tháng 11 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng Canh Tý. Tháng Canh Tý thì là một tháng Thổ. Như vậy xét về trụ mạng là sao? Mộc khắc Thổ, bản mệnh khắc tháng, cẩn trọng bổn mạng, sức khỏe không tốt đẹp. Khi mà bản mệnh mà tương khắc hoặc bản mệnh mình khắc tháng thì phúc tinh tài tinh nó cũng mất đi tác dụng, phá và bại tinh hoành hành ha. Đặc biệt là Thổ Tú đối với người nữ mạng. Địa chi Thiên can Canh Tân không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Đây là một tháng tiếp tục là công việc không có vấn đề gì quá lớn,
để mà gọi là có cái sự xung khắc. Rồi địa chi Tý Dậu nằm trong bộ tứ hành xung, Tý Ngọ Mão Dậu, Tý Ngọ Mão Dậu, nhưng mà Tý Dậu nó ở xa nhau, không phải chính xung. Gia đạo tình cảm cẩn trọng những cái chuyện va chạm nhỏ, hoặc là bị người phụ nữ nói xấu mình gây ra tai tiếng thị phi, các em Tân Dậu nữ mạng nhớ cẩn thận. Tiếp tục là tháng cuối cùng của năm Tân Sửu năm 2021, tháng này là tháng Tân Sửu của năm Tân Sửu luôn. Chỉ nhiên tháng Tân Sửu thì là một tháng Thổ, tháng Thổ của năm Thổ. Như vậy trụ mạng là sao? Mộc khắc Thổ, bản mệnh khắc tháng, cẩn trọng bổn mạng, sức khỏe không tốt đẹp. Thiên can thì chữ Tân của Tân Sửu và chữ Tân của Tân Dậu là đồng hàng, thuận thành, công việc hanh thông, không có vấn đề gì quá lớn. Địa chi thì tốt đẹp, thật sự khi người tuổi Dậu gặp tháng Sửu là nhóm địa chi tam hợp Tỵ Dậu Sửu, đây là cái tháng có thể gia đạo tình cảm sẽ có nhiều cái sự tốt đẹp và vui vẻ, có thể gặp quế nhân, gặp bạn bè giúp đỡ nếu mà có khó khăn. Như vậy thì mình đã tổng hợp xong cái vận hạn 6 tháng cuối năm Tân Sửu năm 2021 đối với tuổi Tân Dậu nữ mạng. Cái này cũng có thể ứng dụng cho nam mạng, tuy nhiên là mình đã làm một cái video cho nam mạng từ đầu tới đuôi rồi, từ đầu năm cho tới cuối năm rồi, thì người Tân Dậu nam mạng có thể coi bằng cái đó thì nó sẽ chính xác hơn, dễ hiểu hơn. Còn cái này thì mình làm riêng thôi. Thật sự là thường chủ nhật là mình không có làm, nhưng mà có một người bạn tuổi Tân Dậu mình quen và nói rằng anh ơi em đang quá khó khăn đi, anh phải cho em biết để em có cái đường em suy tính ở tương lai, chứ bây giờ mới tháng 4 mà em thấy em ngập thở rồi, cho nên là mình mới tổng hợp cái này sớm, chứ thường chủ nhật mình không có làm việc vỡ video. Rồi, mọi người nữ mạng Tân Dậu xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi Vào Cuộc Sống xin bấm đăng ký ở đây để đón chờ những cái video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.